Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Như các bạn đã biết, series khủng long châu Á đề cập đến lịch sử, tình hình nghiên cứu khủng long cũng như giới thiệu một số loài khủng long tiêu biểu được tìm thấy trên lãnh thổ các quốc gia thuộc châu lục này. Trên thực tế thì phần lớn lãnh thổ các nước châu Á ngày nay có sự liên kết về mặt địa lý chặt chẽ trong một giai đoạn lịch sử rất dài. Chẳng hạn như Nhật Bản cũng từng gắn liền với đại lục châu Á cho đến khoảng 15 triệu năm trước, khi hoạt động kiến tạo ban đầu kéo Nhật Bản về phía đông, tạo nên biển Nhật Bản ngày nay và biến Nhật Bản thành một quần đảo tách biệt. Thế nên nhiều loài khủng long ở Nhật Bản có mối quan hệ rất gần với các loài khủng long ở Trung Quốc, Mông Cổ và Hàn Quốc. Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt hơn. Đó là những loài khủng long nằm trên lãnh thổ một nước châu Á, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn với khủng long ở những nước châu Á còn lại, bởi trong quá khứ thì vùng đất này từng không thuộc về châu Á. Đó chính là Ấn Độ. Ấn Độ chỉ gia nhập và thành một phần của châu Á cách đây khoảng 40 đến 50 triệu năm trước, sau khi khủng long tuyệt chủng từ rất lâu. Còn trong suốt khoảng thời gian trước đó thì Ấn Độ hầu như không dính dáng gì đến châu Á, bởi việc từng cùng là một phần của toàn lục địa Pangaea, cho đến khi Pangaea tách ra thành những lục địa nhỏ hơn. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem khủng long ở Ấn Độ đã được phát hiện như thế nào và chúng độc đáo ra sao so với phần còn lại của châu Á nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. . 300 triệu năm trước, hầu như toàn bộ các lục địa mà chúng ta biết ngày nay, châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc và cả châu Nam Cực, tất cả đều nằm trong một lục địa duy nhất. Các nhà khoa học gọi lục địa khổng lồ ấy là Pangaea, có nghĩa là toàn bộ đất đai, hay mỹ miều hơn là toàn lục địa. Đến khoảng 200 triệu năm trước vào kỷ Tam Điệp, lúc này thì những cuộc chia ly của đại gia đình Pangaea bắt đầu diễn ra. Về cơ bản thì toàn lục địa tách thành hai khối lục địa nhỏ hơn là Laurasia ở phía bắc, gồm Bắc Mỹ, châu Âu và phần lớn châu Á ngày nay trừ Ấn Độ và Ả Rập. Ở phía nam là Gondwana, bao gồm Nam Mỹ, châu Phi, Madagascar, Ấn Độ, Ả Rập, Úc và Nam Cực. Sau đó nữa là những cuộc chia tách nhỏ hơn, trong đó Ấn Độ và Madagascar tách khỏi Gondwana vào khoảng 180 triệu năm trước, để rồi đến 90 triệu năm trước thì hai vùng đất này lại chia tay nhau. Ấn Độ trôi dần về phía lục địa Á Âu, còn Madagascar vẫn đứng trơ trọi một mình suốt hàng chục triệu năm cho đến tận ngày nay. Do lịch sử như thế, các loài khủng long ở Ấn Độ có những nét độc đáo và riêng biệt không thể chứng kiến ở các loài khủng long châu Á khác, nhưng lại có mối liên hệ gần gũi với khủng long ở Madagascar, châu Phi và Nam Mỹ, chẳng hạn như họ khủng long Abelisauridae hay Dicraeosauridae, một bằng chứng về sự kết nối giữa các vùng đất này trong quá khứ. Lịch sử nghiên cứu khủng long ở Ấn Độ cũng bắt đầu rất sớm, một phần là do người Anh đã bắt đầu kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ấn Độ cũng như biến chúng thành thuộc địa kể từ cuối thế kỷ 18, mà khi đó người Anh thì lại chính là những nhà tiên phong của ngành cổ sinh vật học. Chỉ 4 năm sau khi thuật ngữ Dicraeosauridae, tức năm 1828, tại Ấn Độ thì viên đại úy William Henry Sleeman đang làm việc cho đội quân viễn chinh của công ty Đông Ấn Hà Lan đã tình cờ phát hiện một đốt sống khủng long trong lúc đang đi tìm gỗ hóa thạch tại một ngọn đồi tên là Barasimla ở thành phố Jabalpur. Do không chắc chắn lắm về bản chất của những hóa thạch này, Sleeman gửi chúng vào tay nhiều nhà nghiên cứu khác, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, và cuối cùng chúng được xác định là xương hóa thạch của bò sát. Nhưng cũng phải 49 năm sau, vào năm 1877 thì nhà tư nhân học kiêm địa chất học Richard Lydekker mới chính thức xác nhận đây là hóa thạch xương khủng long, đồng thời thành lập một danh pháp mới cho những mẫu vật này, đó chính là Titanosaurus indicus, loài khủng long đầu tiên được xác định tại Ấn Độ. Trong thập niên 1860 và 1870, một số hóa thạch khác cũng được phát hiện và tiếp tục được Lydekker coi là loài thứ hai thuộc chi Titanosaurus, được ông đặt danh pháp là Titanosaurus blandfordi vào năm 1879. Bước sang thế kỷ 20, các nhà cổ sinh vật học nước ngoài như Friedrich von Huene và Charles Alfred Matley là những người có công lớn nhất trong việc nghiên cứu khủng long ở Ấn Độ. Hầu hết các chi và loài khủng long Ấn Độ được phát hiện và đặt danh pháp trong nửa đầu thế kỷ 20 đều có sự đóng góp của hai nhà cổ sinh vật học này. Tuy nhiên, có một điều khá đáng tiếc là do những biến động của lịch sử, sự lạc hậu của quá trình khai quật cũng như công tác bảo quản và giữ gìn, nhiều hóa thạch khủng long đầu tiên của Ấn Độ đã bị thất lạc và hư hại, ngày nay hầu như chỉ còn được biết đến qua những hình vẽ. Ngoài ra thì bất chấp việc có những hóa thạch mới được phát hiện, việc nghiên cứu khủng long ở Ấn Độ đã trải qua sự gián đoạn khá lâu sau khi đất nước này giành lại độc lập từ tay đế quốc Anh vào năm 1947. Sau Brachyopodosaurus vào năm 1934, về hơn 4 thập niên sau thì Ấn Độ mới có danh pháp khủng long tiếp theo được công bố, đó là Barapasaurus vào năm 1975. Sau đó thì nhiều danh pháp khủng long mới tiếp tục được xác định, Đến nay đã là khoảng 26 danh pháp chi, đưa Ấn Độ lọt vào top 3 quốc gia có nhiều khủng long nhất châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Mông Cổ. Không chỉ có hóa thạch xương khủng long, ở Ấn Độ còn có những dạng hóa thạch khủng long khác, chẳng hạn như dấu chân và đặc biệt là trứng. Mới đây thôi thì người ta đã phát hiện một khu vực sinh sản của khủng long hộ Pháp ở Ấn Độ với 92 chiếc tổ và khoảng 520 quả trứng tại thung lũng Narmada thuộc bang Madhya Pradesh. Cũng không lâu sau thì các nhà khoa học lại tiếp tục phát hiện người dân ở đây có tập tục thờ những viên đá hình tròn, sơn vẽ họa tiết tâm linh lên chúng và cúng dừa cho chúng. Sau khi phân tích thì họ nhận ra đây chính là trứng khủng long hóa thạch. Rất có thể, người Ấn Độ đã tìm thấy hóa thạch khủng long từ rất sớm và thậm chí coi chúng như những biểu tượng trong văn hóa tâm linh của họ, dù không ai có thể xác nhận điều này 100%. Vậy thì quần thể khủng long ở Ấn Độ khác biệt so với châu Á như thế nào? Bên cạnh những nhóm khủng long tương đồng, chẳng hạn như khủng long hộ Pháp Titanosauria, Ấn Độ sở hữu những họ khủng long riêng biệt hầu như không từng được tìm thấy ở bất cứ đâu tại châu Á. Một là họ Abelisauridae. Abelisauridae, hay dịch sang tiếng Hán Việt là á bối lực long, là một họ khủng long theropod ăn thịt với đặc trưng là hộp sọ ngắn và chì trước cũng ngắn, ngắn hơn cả T-Rex. Chi tiêu biểu của họ này, kể tên ra ai cũng biết chắc là Carnotaurus. Họ khủng long này phân bố chủ yếu ở châu Phi, Nam Mỹ, Madagascar và Ấn Độ. Ở các nước châu Á khác chưa từng tìm thấy hóa thạch của một loài thuộc họ Abelisauridae. Trong khi đó thì ở Ấn Độ, chúng ta đã có ít nhất 3 danh pháp thuộc họ này, gồm Indosuchus, Rayasaurus và Rahiolisaurus. Chi Abelisauridae của Madagascar là Majungasaurus được cho là có họ hàng gần với các Abelisaurid ở Ấn Độ hơn là Abelisaurid của Nam Mỹ. Chúng cũng là nhóm khủng long theropod ăn thịt phổ biến nhất tại Ấn Độ. 2. Là Dicraeosauridae. Họ khủng long sauropod có kích cỡ từ nhỏ đến trung bình, có cổ tương đối ngắn so với các sauropod khác và nằm trong siêu họ lương long. Năm 2023 thì một phát hiện tại Ấn Độ đã làm thay đổi hiểu biết của ngành cổ sinh về nguồn gốc của họ Dicraeosauridae. Khi tại sa mạc Thar ở Ấn Độ, họ đã khai quật được hóa thạch của Titanosaurus indicus, một loài khủng long Dicraeosauridae, cũng là loài đầu tiên thuộc họ này được tìm thấy ở Ấn Độ. Quan trọng hơn, niên đại của Titanosaurus indicus là khoảng 167 triệu năm, cổ nhất trong họ Dicraeosauridae. Điều này làm khơi lên giả thuyết rằng họ Dicraeosauridae có khởi nguồn từ chính vùng đất Ấn Độ ngày nay trước khi lan rộng ra châu Phi và Nam Mỹ. Ngoài Ấn Độ, châu Phi và Nam Mỹ ra thì chỉ có duy nhất 2 loài Dicraeosauridae được tìm thấy ngoài các khu vực từng là lục địa Gondwana trước kia, đó là Lingwulong shenqi ở Trung Quốc và Suwasi ở Bắc Mỹ. Tất nhiên, vẫn có khả năng còn nhiều hóa thạch khủng long chưa được khai phá hết, nên những giả thuyết trên vẫn chưa nói được chính xác các diễn biến về kiến tạo lục địa hay trao đổi giữa các hệ sinh thái của các lục địa trên trái đất trong quá khứ. Có thể vẫn còn nhiều điều nữa đang chờ chúng ta khám phá trong tương lai trong dữ liệu hóa thạch. Ấn Độ cũng không phải là không có những cái tên khủng long nổi tiếng, nhưng những cái tên đó lại tồn tại những vấn đề khiến chúng chưa thể được thế giới biết đến nhiều hơn. Tiêu biểu nhất chính là Titanosaurus, là một trong những loài khủng long được khám phá sớm nhất tại châu Á, nhưng sự mất mát về hóa thạch, đặc biệt là mẫu định danh đã khiến cho Titanosaurus được coi là một danh pháp đồng nghĩa và không còn hợp lệ nữa. Mặc dù có hẳn một nhánh khủng long được gọi tên dựa trên danh pháp Titanosaurus là Titanosauria, nhưng danh pháp này chỉ còn được xem là một phần của lịch sử. Một cái tên khác cũng gây tranh cãi là Bruhathkayosaurus. Từng có những nghiên cứu dựa trên hình vẽ hóa thạch mẫu đỉnh danh của chi khủng long, tuyên bố rằng nó là khủng long lớn nhất từng tồn tại với kích thước có thể lên đến 40-45 mét chiều dài và cân nặng từ 170 cho đến 220 tấn, khiến nó trở thành động vật lớn nhất từng tồn tại trên hành tinh, vượt qua cả gấu voi xanh. Vấn đề là theo một báo cáo vào năm 2017, hóa thạch mẫu định danh của Bruhathkayosaurus đã tan rã và biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những hình vẽ hết sức sơ sài. Những ước tính khủng khiếp trên cũng không được phần lớn giới cổ sinh công nhận. Một điều đáng tiếc khác nữa là ngày nay, Ấn Độ chưa có một bảo tàng chuyên hẳn về khủng long. Nếu muốn xem hóa thạch khủng long ở Ấn Độ, bạn có thể cân nhắc những địa chỉ như Bảo tàng Địa chất ASI, Bảo tàng Khoa học B. M. Bolia, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Ấn Độ. Ngoài ra thì ở Ấn Độ còn có một số công viên hóa thạch mở cửa cho khách tham quan, chẳng hạn như công viên hóa thạch Rahioli. Nếu có dịp du lịch đến Ấn Độ và muốn chứng kiến những hóa thạch khủng long đặc trưng của Ấn Độ, hãy thử tìm đến những địa điểm này nhé. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi những video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.